Rồi ok, xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang lấy con LG G8 nhé, bản Hàn. Em cũng không rõ là cái bản Hàn S hay L hay K gì cả. Thì nó đang chạy cái phiên bản Android này. Đây. Đây. Đang chạy Android 10 này. Cái mã của nó là 820N 20U này. Thì hiện tại cái con G8 này đang chạy cái ROM gốc, cho nên là nó có cái đồng hồ đôi như thế này, các bác nhìn này, đó nó vẫn còn cái đồng hồ đôi. Thì hôm nay em sẽ thử tắt cái đồng hồ đôi này xem như thế nào nhé. Thì trước tiên thì các bác sẽ vào cái nhóm hội LG Việt Nam này này. Tại vì trong này em có để rất nhiều cái cách để mà tắt cái đồng hồ đôi này. Thì không biết là cái cách nào để phù hợp với con G8 thì em sẽ vào em thử làm trực tiếp xem nó phù hợp với cách nào nhé. Rồi vào cái LG Việt Nam này. Rồi, các bác sẽ vào cái phần công bố này này. Thì có 15 cái bản công bố này này, các bác vào chỗ xem tất cả này này. Nếu các bác nào dùng PC nhé. Rồi thì các bác kéo xuống. Kéo xuống tới cái phần các bác chờ tí. Đây, các bác sẽ kéo tới cái phần cách fix một số cái lỗi chung của LG đây này. Đó, thì các bác nhấn vào. Đó thì đây nó sẽ có rất nhiều cái cách để tắt đồng hồ đôi bản Hàn này. Thì cái cách một này hình như em nhớ không nhầm là cách của em. Thì các bác để thấy này. Có chờ tí nhá. Thì đây là cái cách mà dùng cho cái bản S và ở Android 8 thì cái này sẽ không dùng được cho G8 đâu. Bỏ nó đi. Rồi cách 2 này. Rồi, cách hai này ấy thì dùng cái gì như này. Dùng lại phải có cái kiếm cái SIM Mobi ấy, thì hiện tại em không có SIM Mobi nên không làm được cách này. Bỏ. Tiếp theo cách 3 này. Mình bắt nào đang nhắn tin thôi, kệ các bác đi. Thì cách 3 này ấy, thì sẽ là cài cái phần mềm Quickshot Cut Master này. Đó thì em sẽ thử dùng cái app đấy xem thế nào nhé. Ở đây em nghĩ là cái app này không được đâu. Đó. Em sẽ vào Set Play. Quick này. Quick gì nhỉ? Quick Shot. Đâu nhỉ? Ấn lại xem nó ra cái gì nào. Đây đây. Nó ra rồi đây. Master này, trên đầu tiên này. Rồi, cài đặt nó ra. Có thể clip này nó cái clip này nó sẽ hơi dài, các bác thông cảm nhé. Em sẽ đang làm trực tiếp mà. Đây rồi, ok. Đã xong rồi đấy. Thì đây, mình sẽ có cái app này này. Đó, Quick Shot này. Thì như cái hướng dẫn này ấy, sẽ là làm từng bước này, bước 1 này. Rồi em sẽ vào cái app đấy này. Bảo cái gì đây? Ok đi. Rồi, vào cái phần roaming này. Tìm cái roaming này. Roaming. Chả thấy cái roaming đâu các bạn ạ. Em hiện tại là em dùng cái app này thì không thấy cái phần roaming đâu. Không có các bạn thôi. À, cái phần mềm này nó không tìm thấy cái phần roaming đâu. Em bỏ vào luôn.
sẽ dùng cái app khác nào. Cái thứ ba này, cái thứ tư này. Cái thứ tư này ấy, thì là của bác Phạm Văn Tâm này này. Thì cái cách này ấy, yêu cầu là phải rút máy rồi tay này cũng bỏ qua luôn. Rồi cái thứ năm. Mạng hơi chậm các bạn. À đây, cách thứ năm là thử chuyển về múi giờ Đông Dương xem như thế nào này. Rồi, em sẽ thử chuyển về múi giờ Đông Dương xem thế nào này. Thì chắc chắn sẽ phải vào phần cài đặt rồi. Rồi, sẽ tìm đến ngôn ngữ này, ngày giờ này, chọn múi giờ này. Đây, thì các bác có thể thấy. Từ đầu luôn. Thì như em thấy ở đây ấy, như trong hướng dẫn này ấy, thì các bác ấy bảo là tìm cái múi giờ Đông Dương nó cũng là cộng 7. Cộng 7, chờ tí nào. Trừ 3 rồi. Cộng rồi. Cộng 2 rồi. Cộng 5 rồi. Đây cộng 7 đây. Thì cái phần cộng 7 này ấy, em không thấy cái phần múi giờ Đông Dương đâu cả. Đấy, chắc là nhiều bác cũng không thấy cái múi giờ Đông Dương đâu. Thôi, bỏ qua cái này nhé. Múi giờ Đông Dương không có. Rồi, tiếp. Năm rồi nhỉ? Cái năm rồi nhỉ? Phải không? À, cái năm rồi. Đến cách thứ sáu đây này. Cái thứ sáu thì em đã ghi rõ là tắt đồng hồ đôi bản Android 10 này, trên G8 này, thì cái link này nó sẽ dẫn đến cái forum của XDA ở nước ngoài luôn này. Còn mấy cách này thì từ xem nhá. Thì đây sẽ chuyển sang cái thứ mấy đây, cách thứ sáu này, nói rõ là về G8 luôn nhé. Đấy, thì xem cách này nó hướng dẫn như nào. Thì đây, cái này nó sẽ bảo các bác là vào set play down cái app là app set exit này này. Đấy, cái phần em bôi vàng ấy. Rồi em sẽ vào em down về. Và tiếp theo là bật cái tùy chọn nhà phát triển lên này, chắc là phải bật mấy cái gỡ lỗi các thứ đấy. Rồi ok, sẽ vào cái CF Play để mà đào cái app set exit về nhé. Set exit đây. Đấy thì cái các bác vào set play, các bác đào cái app set exit vào nhé. Thì cái app em đã đào đây rồi. Đây, cái set exit này này. Đó, thì tiếp theo bước tiếp theo ấy, cần cái bật cái tùy chọn nhà phát triển lên, thì các bác cũng vào cái cài đặt này, và các bác vào hệ thống này. Em cái này thì em đã bật rồi, nhưng các bác nào mà chưa biết bật ấy, thì các bác vào cái phần giới thiệu điện thoại này, vào phần mềm này, các bác nhấn 7 lần cái phần tạo số đây này. Đó, 1 2 3 4 5 6 7. Đấy thì cái của em đã bật rồi, nhưng không không cần thiết nữa. Thì đây các bác về, các bác có thể thấy là cái các tùy chọn nhà phát triển này này. Các bác nhấn vào đấy. Thì kéo xuống ấy, thì các bác sẽ thấy cái phần gỡ lỗi USB này, thì các bác bật cái gỡ lỗi lên nhé. Cái này thì chắc các bác rành rồi. Rồi ok. Tiếp theo là mình sẽ cắm cái cáp vào cái con G8 này. Mình đang dùng cái Win 10 nhé, cho nên là những cái driver chắc là nó cập nhật tự động hết thôi. Đó. Thì em đã cắm vào rồi, và em để cái chế độ là đây, để chế độ là chuyển tệp nhé. Xem nó thế nào. Rồi ok, để đây nhé. Nó vẫn đang còn cái đồng hồ đôi này, đó các bạn thấy không? Rồi. Rồi, em sẽ làm theo tiếp tục
làm theo cái hướng dẫn, thì là mình đã bật cái gỡ lỗi các thứ rồi, thì tiếp theo là mình sẽ phải chạy cái lệnh này, thì cái lệnh này lệnh sẽ copy cái lệnh này rồi copy rồi vào cái phần phần cái từ cái chỗ biểu tượng tìm kiếm này này, rồi các bác gõ cái từ CMD nhé, thấy nó sẽ ra cái bảng màu đen đen này này, thì các bác ấn enter luôn hoặc là nhấn vào cái bảng màu đen này cũng được. Đấy, nó ra cho các bác một cái bảng màu đen xì này này, rồi các bác copy cái dầu lệnh vừa rồi vào đó, admin các bác paste vào, hay các bác chạy nào, đó chạy rồi nhưng mà hình như nó báo lỗi gì ấy. ADB không thể gì gì đây này, thì không biết thế nào nhưng mà hình như là không được, nó cứ 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 coi như là làm lại phát nữa xem nào, mình cảm giác là không được CMD rồi, lại phát nữa này, đó enter nó vẫn thế thôi, thì thôi mình sẽ làm bước tiếp theo, hình như là không được nhưng mà mình cứ làm bước tiếp theo nhé, sẽ mở cái app này, rồi sẽ mở cái app Quickshot lên, set exit lên. Rồi. Mở app lên này. Nó sẽ bảo cái gì đây? Ok đi. Không được các bạn. À, nó ra một cái dãy lô lốc cái này này. Thì nó bảo là vào cái tab Security này. Đọc tiếng Anh chán quá, tìm cái app đấy đây, vào cái tab này đó và tìm được cái dòng roaming đua lóc, tìm được cái dòng roaming đua lóc, ồ chắc là tìm mỏi tay luôn đấy, không biết có tìm thấy không này, tại vì lúc nãy dùng cái cách roaming kia không được mà, roaming đâu đây 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 có này các bạn này. À, roaming đua lóc đây, nó đang ở chỗ không này này, đó. Đó, nó đang thấy cái phần roaming đua lóc rồi, phần vào đây này sẽ làm gì tiếp nhỉ, với thay đổi nó như thế nào nhỉ, mình đang ấn linh tinh đây, exit, ừ exit đi, không thấy gì các bạn. À đây này các bác này, nó tại vì cái lệnh ADB vừa rồi mình không 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 thành công, dẫn đến nó không 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 cho vào đây để exit cái này được đó, khó khăn ở chỗ đấy đấy, thế thì làm sao để mà exit được cái này thì tạm thời là bị lỗi được các bạn, thế thì làm sao để mà chạy được cái lệnh này nó ok, thì có khi là anh phải cài cái đây là cái lệnh này này, có khi em phải cài cái driver của ADB rồi, cái này em chưa cài rồi, ok tạm thời em đi tìm cái file để em cài này, hình như em có lưu ở trong máy, tìm lại xem đâu nhỉ, giờ không biết nằm ở đâu các bạn ạ. Trời ơi, nó nhiều thông tin, ai Aprom này này, LG này, cái này không có, đây này, anh như em có DB setup này, cài nó ra, cứ cài đại đi, đó. Đó, cứ cài đại cái file này cả, không biết nó có được không. À, có thể cái clip nó sẽ rất là dài, các bác thông cảm nhé. Tại vì đây là cái clip em làm trực tiếp mà. Rồi, mấy cái này thì không biết có cần không nhỉ. Em hiện tại em cài được cái ADB setup rồi. Đó, thì bây giờ em sẽ thử thử dùng lại cái lệnh đấy xem thế nào. Không được thì chịu thôi.
Được rồi các bạn, em thấy nó là successful này. Đấy, có thể là được rồi. Thì em rút ra, em cầm cái cắm rút rút cái điện thoại ra nhá. Hiện tại em rút cái điện thoại đang cắm lại. Rồi, vẫn chọn cái em vẫn chọn cái chuyển tệp thôi nhá. Chuyển tệp đi. Rồi. Tiếp theo là xóa hết cái gì mình đang đang chạy đi, và mình sẽ vào lại cái em tắt cái này đi lại nào. Em vào lại cái app set exit này. Đấy, lấy nét nó đã. Rồi vào cái tab security này. Đấy, tiếng Anh thế là đọc gì đấy. Vào cái phần roaming. Em thấy roaming mà. Ủa nó rất là nhiều luôn, này nó nhiều thế. Đây. Thì sẽ tìm được cái phần đây các bác có thể thấy roaming dual lock này này. Nhấn vào đấy. Và nhấn exit xem nào. Ồ. Vẫn chưa được các bạn, không thể hiểu được, hay là phải khởi động lại máy không biết nữa. Không hiểu được. Nó vẫn báo lỗi này này. Thôi em phải khởi động lại cái máy nào đó xem thế nào. Rõ ràng là được rồi mà. Cắm lại và chạy lại xem nào. Rõ ràng lúc nãy em đã chạy được cái lệnh này ok rồi mà, nó đã báo ok rồi mà. Nó đã bị lỗi rồi các bạn. Không nhận thiết bị. À đây này. Các bạn này, em sẽ phải tháo cái rút cái ra. Rút cái cáp ở điện thoại ra xong rồi cắm lại. Khá là rắc rối, cắm lại vào sau mấy lần chọn cái chuyển tệp ấy thì nó ra cái bảng này, mình sẽ ấn vào cho phép đó, không biết là nó ổn chưa. Đây này, em vẫn đang chọn cái phần chuyển tệp này này đó, và luôn luôn chọn được rồi. Thì chạy lại cái lệnh đấy xem nào, đó vẫn không báo là không không nhận thiết bị các bạn. Thì em sẽ tháo ra phát nữa này, cắm lại này. Đó. Chọn chuyển tệp hay là đang sạc đây. Thì chọn đang sạc xem nào. Chọn đang sạc xem có được không các nhá. Không được. Rồi tắt lại, tắt đi làm lại. Rồi. Không được các bạn. Thì phải thì chọn cái chuyển tệp lại xem nào. Đó. Em vừa chọn cái chuyển tệp rồi. Và tắt cái CMD đi làm lại. Khá là rắc rối các bạn, làm theo kiểu trực tiếp này hơi lâu. Ờ nó vẫn báo là không nhận thiết bị. Thôi rồi, em sẽ tạm thời em khởi động lại cái lưu lại cái trang này đã. Khởi động lại cái PC xem thế nào. Ôi giời. Rồi, lên rồi. Chờ đầu tí các bạn, nó đang hơi bị. Rõ ràng sau khi em cài cái driver ADB mà nó đã được rồi mà sao lại không được nữa. Rồi em sẽ quay trở lại cái trang web vừa nãy. Nó mới khởi động lại nên nó hơi chậm các bạn. Máy tính của em máy tính cùi mà.
Ôi chà, hơi lâu. Cái clip này lâu quá. Rồi. Sẽ chọn lại cái. Rồi, em sẽ thử chạy lại cái. Bây giờ sẽ cắm lại cái con G8 nữa. Đây. Thì em sẽ cắm lại nó. Rồi, và sẽ chọn cái chuyển tệp. Rồi, thử, thử chọn chuyển tệp cho nhá. Sẽ thử copy lại cái dòng này và chạy lại cái lệnh ADB xem thế nào. CMD. Không nhận nữa thì cũng chịu đấy. Đó, nó chạy rồi này này, các bác có thấy không? Thấy successful sau vì sau lại lỗi không hiểu sao nữa. Lại không nhận thiết bị, chán nhỉ, khó nhỉ, cái này không được à, không ổn rồi các bạn. Thôi em sẽ liều mình vào lại cái app vừa rồi xem nó thế nào. Rồi vào cái mình đâu rồi, và mình đâu rồi các bạn, đây mình chết rồi, không thấy cái phần roaming dual lock đâu nữa, mất luôn rồi các bạn. Chán quá, mất luôn rồi. Không thấy đâu nữa. Tải thật. Xóa tất cả đi. Vào lại xem nào. Chẳng nhớ lại mất. Đây. Đây được rồi các bạn, trời ơi, ra ra được cái số để sửa rồi. Đây em nhìn các bác khỏe quay lại này. Đây em sau khi em rút cái dây ra thì em lại thấy cái phần roaming dual lock này đó, có thể thấy này, vào cái phần exit này đó, nó đã cho thấy cái chỗ để mình sửa được rồi. Thì em chuyển cái số này về một đó, server lại. Đó thì các bác có thể thấy này, roaming dual lock này, một này. Đó thì không biết cái làm gì nữa, để xem hướng dẫn này. Rồi, thấy nó chỉ nói thế thôi. Thấy nó chỉ nói là chuyển về một là xong thôi. Rồi mình sẽ chắc có khi phải khởi động lại rồi, tại vì chắc chắn là nó vẫn còn. Ở đây. Xong luôn các bạn. Không cần phải khởi động lại luôn. Đây các bác có thể thấy này. À. Các bác có thể thấy là nó sẽ mất cái đồng hồ của Hàn Quốc đi, nhưng mà cái đồng hồ của Việt Nam như mình nghĩ nó lại vẫn cứ lệch về phía trái này, nó không không nó không về cái giữa, hình có nghĩa là nó chỉ có mất mấy cái bên này đi thôi, còn bên này nó vẫn còn đó. Thì không biết là có cách nào để nó ra giữa không. Rồi, ok, như như này là vẫn có thể là bị là đã mình đã thành công rồi, như thế là thành công rồi. Thì mình sẽ để cái link của bài viết này, bài viết kia kìa, hoặc là mình sẽ làm viết lại luôn để nhỡ không không may bài viết đấy nó hỏng ấy, thì sẽ làm được. Và cái link của cái lệnh ADB nữa, à quên, cái driver ADB nữa ở dưới phần mô tả nhé. Các bạn nào mà xem tới chỗ này rồi thì cái cách để làm cho G8 cái con G8 Hàn ấy mất cái đồng hồ đôi của Hàn ấy là dùng cái cách mình đang để ở dưới mô tả nhé. Đó thì em sẽ hướng dẫn trực tiếp ở dưới đấy luôn. Rồi, ok, cũng khá hay các bạn, mò 30 phút mới được. Thì hy vọng là bác nào có máy tính thì làm được thôi, chứ máy này cái cách này phải có máy tính thì cũng hơi 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 bất tiện. Rồi ok, chào các bác.